Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới quý vị dự án hai căn nhà tại Đông La, Hoài Đức. Với hai căn nhà này gần với khu đô thị Đô Nghĩa, gần Đại học Phenica, thuận lợi cho quý vị đi làm ở Hoài Đức, quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị có thể đi làm theo cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài hoặc là Hoài Đức đi lại lộ Thăng Long. Với hai căn nhà này, một căn thì diện tích 35m, một căn thì diện tích 40m2, vừa mới hoàn thiện xong hết. Đúng như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, hướng nhà là hướng Đông Bắc, ngõ trước nhà thì ô tô có thể vào tận cửa quý vị nhé. Ô tô 5 chỗ là vào và đỗ được trước cửa thoải mái. Với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, sổ sách pháp lý chuẩn chỉnh từng căn, riêng biệt, xây riêng biệt hết mọi người ạ. Và đây quý vị có thể nhìn thực tế hai căn xây riêng biệt với cái phong cách rất là hiện đại. Ban công mở thoáng, ban công rộng, hoàn thiện chỉn chu thì hôm nay Ngọc Ánh đã Hôm trước thì là Ngọc Ánh trong cái video mà đang phần thô là em đã nói một lần rồi. Và hôm nay hoàn thiện xong hết thì em đã quay và gửi tới cho quý vị về phần hoàn thiện cơ bản xong hết. Và Ngọc Ánh sẽ quay một trong hai căn thì sẽ quay căn mẫu này gửi tới cho quý vị, bởi vì hai căn thiết kế là như nhau. Căn này diện tích 35m, mặt tiền của nó là được 3,5m, thiết kế tương đối là hợp lý. Tầng 1 phòng khách, phòng bếp, 1 phòng vệ sinh. Với cái căn nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đi lại tiện ích đầy đủ. Giá bán thì em sẽ để ở dưới phần miêu tả, hướng nhà thì là hướng Đông Bắc nha mọi người. Với phần hoàn thiện xong hết 100%, điện, nước, thiết bị vệ sinh, hoàn thiện nội thất cơ bản đều xong hết rồi. Gạch lát nền, kích thước gạch 80-80 vân đá. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó, nói chung là có sao em sẽ quay và review cho quý vị tường tận từ đường ngõ tầng 1 cho tới lên tầng 4 để quý vị có thể tham khảo cũng như theo dõi xem là cái căn này nó có phù hợp với công năng sử dụng, giá tiền nó có phù hợp với lại túi tiền của quý vị hay không. Tất cả các căn đều sổ sách chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Hiện tại thì vay vốn mua nhà bằng ngân hàng là gần như là lãi suất thấp nhất trong tất cả các hình thức vay vốn. Cho nên quý vị muốn tư vấn sâu hơn về phần ngân hàng thì có thể liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh để được tư vấn nhé. Đó, phòng khách, phòng bếp, 1 phòng vệ sinh. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần tủ bếp thiết kế toàn bộ là gỗ, rồi là phần tông màu chủ đạo là màu trắng, cho nên vào trong không gian phòng rất là rộng và thoáng. Hoàn thiện phần tủ bếp thì xong hết 100%. Phần thiết bị vệ sinh cũng vậy. Tầng 1 thì thiết kế một phòng vệ sinh đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1. Bồn cầu vào xịt vòi rửa, máy bơm, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt. Đó, tay vịn cầu thang. Căn nhà này thì thiết kế rất là hay mọi người nhá. Tay vịn cầu thang thiết kế cho quý vị là gỗ, rồi là thanh dưới cầu thang thì thiết kế là sắt sơn tĩnh điện. Và mặt bậc của bậc cầu thang thì ở đây chủ nhà thiết kế cho quý vị là ốp gỗ mọi người nha. Và mời quý vị theo em lên trên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và Ngọc Anh đang bước từ phần tầng 2, tầng 1 lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một phòng ngủ cực kỳ là rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Cửa thông phòng của tất cả các phòng đều thiết kế là cửa gỗ. Ở phần tầng 2 thì được chủ nhà là lắp gạch. Và đây là phần ban công siêu rộng như ngay từ ban đầu em nào chia sẻ. Tầng 1 thì không có ban công, tầng 2, tầng 3 đều có ban công rất là thoáng như thế này mọi người ạ. Quý vị nào mà yêu thích trồng cây, trồng hoa và mong muốn là có ban công mở thoáng như thế này thì đừng bỏ lỡ, bởi vì cái căn nhà này thiết kế rất là hợp lý, mặt tiền của nó rộng nữa. Cho nên là vào trong không gian nhà nó rất là thoáng. Đây là phần phòng ngủ này, phòng vệ sinh thiết kế ở bên trong, phòng ngủ luôn. Đây, với phần phòng vệ sinh rộng, sâu, được thiết kế đầy đủ bồn cầu, sen tắm, nóng lạnh, lavabo bàn đá. Đó, hợp lý, hồ sơ điện, nước xong hết rồi. Trong phần tầng 1 là đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Phòng ngủ thì vuông vắn, rộng rãi. Đấy, mọi người có thể nhìn đúng không ạ? Cửa thông phòng đây, thiết kế toàn bộ là cửa gỗ, chắc chắn. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Nói chung tất cả các căn, các nhà mà em review cho quý vị, thực ra để mà nói nó không nhà nào giống nhà nào, nó tùy thuộc vào khổ đất, nó tùy thuộc vào từng người thiết kế, từng căn nhà khổ đất nó ra làm sao, chủ nhà thiết kế mỗi căn mỗi khác. Cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm là có rất nhiều mẫu nhà cũng như là có rất nhiều phần khung giá cho quý vị lựa chọn. Mời quý vị cho em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và ngoài đang đứng ở phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, tuy nhiên nó chỉ khác một chút là phòng vệ sinh của tầng 2 thì đặt ở phía bên trong,
Còn phòng vệ sinh ở phía tầng 3 thì thiết kế ở phía bên ngoài. Căn nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh tiện ích chợ, trường, phường, trạm rất là gần. Mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2 và cấp 3 rất là gần. Tính từ vị trí ngôi nhà này mà xung quanh những tiện ích đó, nó chỉ phạm vi bán kính tầm 600-700m thôi mọi người ạ. Và nó cách với trường đại học Phenica thì nó rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm gần 4 cây. Nói chung là rất là thuận lợi cho quý vị đi làm ở Hà Đông. Nghe ông Hoài Đức thì nó xa nhưng thực tế nó không hề xa, bởi vì Hoài Đức thì nó cái quỹ đất của nó rất là rộng, và cái căn nhà này thì nó nằm giáp với lại địa phận Yên Nghĩa, Hà Đông. Đây là phần phòng vệ sinh ở tầng 3, thiết kế ở bên ngoài mọi người nha. Đó, và đây là cái phần cầu thang đi lên giữa các tầng. Đó, toàn bộ là thiết kế là ốp gỗ mọi người ạ. Và mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà xem, với ngôi nhà 35m², thiết kế 4 tầng mà đường ngõ như thế thì có hợp lý hay không nhá. Và Ngọc Ánh đang đứng ở phần cầu thang đi lên tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 thiết kế một ô giếng trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang các tầng dưới. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế công năng sử dụng cho quý vị. Đây là phần phòng thờ nhỏ nhắn, hợp lý mọi người nhá. Và đây là phần một phòng ngủ hoặc là phòng làm việc, tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Này, tầng 4 cũng có ban công rất chi là thoáng. Xung quanh đầy đủ tiện ích sinh hoạt. Nhà thì thiết kế hài hòa, chỉnh chu, kiên cố, và phần còn lại là sân phơi. Với phần sân phơi đây ạ. Đây là phần sân phơi cũng như mặt sau của ngôi nhà đây, quý vị có thể nhìn thực tế là dân cư rất là đông. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể về vị trí ngôi nhà này thì cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.